tới heo dầu nè, để tẩm nó khác đó, đó. Rồi cái đồng hồ này là hồ tua ha, thì máy mình đó. Hello anh em, hôm nay là ngày 19 tây tháng 3 năm 2024. Bên dụng cụ cầm tay NT mới về một bộ máy phát điện của dòng Dân Ma anh em. Thì đối lại bộ máy phát điện của dòng Dân Ma này là nó chạy cái thùng siêu kích âm ha, thùng siêu kích âm. Đối lại bộ máy phát điện của mình ngày hôm nay là cũng như là rất là thích hợp cho những anh em mà khách sạn nè, hoặc là anh em mà chẳng hạn như mấy cái quán ăn nè, hoặc là mấy cái quán mà phục vụ về mà cho gia đình đó, thì đối lại bộ máy mình là cũng như là rất là phù hợp luôn ha. Tại vì cái máy mình là cũng như nổ cực kỳ êm, nó chạy là thùng cách âm nha anh em. Rồi thì bây giờ mình cũng không làm mất thời gian của anh em ha. Bây giờ mình xin vô chi tiết cho anh em xem cái bộ máy phát điện 60k của dòng Dân Ma ngày hôm nay luôn. Thì đối lại bộ máy phát điện 60k của dòng Dân Ma ngày hôm nay đó, là máy mình là cũng như là phát ra có công suất là 60k ha. Phát ra dòng điện là dòng điện 3 pha 220 và dòng điện 1 pha 220 vẫn được. Nếu mà bộ máy này anh em nào mà rất là thích hợp cho anh em nào mà sử dụng dòng điện 1 pha, nếu mà dòng điện 1 pha là anh em về là anh em xài luôn ha, để vậy là cũng như mình đi dây rầm xài luôn. Còn mà nếu mà anh em mà xài sử dụng dòng điện 3 pha thì mình sẽ hỗ trợ mình đổi cầu lại, mình đấu cầu lại 380 cho anh em đó. Mà anh em vừa có dòng điện 380 3 pha mà dòng điện 220 1 pha luôn đó. Rồi bây giờ mình xin vô chi tiết cho anh em xem màn hình luôn ha. Đây bộ máy mình á, tình trạng là nó mới là cũng như là mới hoạt động là chưa được 2 ngày nha anh em ha. Bộ máy mình á, cũng như hoạt động chưa được 2 ngày đó, thì đổi lại mấy cái bộ máy mà phát điện mà của Nhật Bản mà, cũng như là anh em cứ yên tâm, anh em cứ bỏ tiền ra là anh em mua về là xài thôi. Rồi nói lại bộ máy phát điện Dân Ma của mình ngày hôm nay đó là cũng như là mình sẽ cam kết cho anh em bao anh em nguyên zin 100% nha anh em ha. Anh em nhìn nè, thùng siêu kích âm nè đó, thùng đó có 2 lớp luôn ha, một lớp móc ở trong, một lớp móc ở trong, lớp lưới ở ngoài đó. Là bộ máy này là cũng như là cái thùng nó cái độ kích âm của máy rất là êm đó. Anh em mà khách sạn hay này kia là giờ anh em bỏ vô là cũng như là không có nghe tiếng ồn nha anh em ha. Rồi bây giờ mình xin vô chi tiết cho anh em xem một cái đầu máy luôn. Thì đó là bộ máy phát điện 60k ngày hôm nay á, là chạy đầu máy 4T100 sử dụng bát kim nha anh em ha. Thì đó là đầu máy 4T100 này á, là cũng như là anh em cũng đã biết rồi, cái thương hiệu này là rất là đẳng cấp, rất là nổi tiếng ở Nhật Bản ha. Rồi bù lại một cái nữa là cũng như máy mình nó hoạt động là chưa được 2 ngày đó, là về là anh em cứ xài thoải mái. Bây giờ mình xin vô cho đấy cho anh em xem cái phần ngoại hình của máy nè. Đó, máy là nguyên zin hết 100%, nước sơn là còn cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình trước khi mình cho anh em xem cái chi tiết ngoại hình của máy á, thì bây giờ mình cũng xin bật mí cái giá luôn nha. Thì đổi lại cái bộ máy phát điện Dân Ma 60k ngày hôm nay á, là mình có cái giá giao lưu với anh em là 105 triệu. Máy mình là bao gồm là có bình này kia đầy đủ nha anh em ha. Đó, bình bọng này kia có đầy đủ, là cũng như anh em cứ đem về là cứ xài thôi, đổ dầu vô là xài thôi đó. Rồi bây giờ dài xuống xương, anh em nhìn thấy là thương hàng rồi. Máy còn như nước sơn còn cực kỳ đẹp, nước sơn còn khoảng cũng như là theo mình đánh giá là nó đẹp khoảng trên 95% đó. Rồi anh em thấy không, nước sơn là cũng như anh em khỏi phải bàn luôn đó, cực kỳ mới. Rồi tới con tới heo dầu nè đó, cực ken ha. Rồi quay dài xuống luôn, quay dài lên mặt cam luôn đó, quay dài lên mặt cam nè. Rồi quay dài xuống chân máy lóc máy luôn, cặp tay nhớt nè. Máy này mới hoạt động 2 ngày à, anh em cứ yên tâm ha, máy còn cực kỳ đẹp đó. Theo mình đánh giá cái bộ máy này là cũng như là còn khoảng là trên 95%. Rồi thì đây là một cái phần sơ lược là mình cũng đã quay hết bên phần mặt heo rồi cho anh em xem ha. Rồi bây giờ đây là máy mình nè, cái thùng phát điện của mình là chạy là cũng như có thùng dầu 75 lít đó, thùng dầu còn rất là mới nha anh em ha.
đó, thùng dầu, thùng dầu 75 lít mắc dầu nè anh em thấy không, mắc dầu mình còn mới tinh luôn á. Rồi quay về nhà lên cái phần cách nước cho anh em xem, cách nước còn khá là đẹp, khá là keng luôn. Thì máy mới hoạt động 2 giờ rồi, anh em cứ tưởng tượng là coi như là máy mình nó đẹp coi như là các kiểu luôn nha anh em ha, nó đẹp coi như là từ chi tiết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu cho anh em xem qua cái phần tủ đó nè ha. Đây anh em nhìn nè, thấy không, cái mấy cái bóp cách âm nè đó, mớp này là mớp hai lớp ha, một lớp mớp trong một lớp lưới ở ngoài đó, rất là chắc chắn. Rồi đây là một cái phần tủ nè anh em, tủ tủ ATS nè ha, tủ coi như là máy mình đó là coi như là hoạt động là full chức năng nha. Coi như là anh em mà muốn chế độ ATS thì anh em cứ câu vô ATS là xài thôi. Nếu mà anh em câu chế độ ATS đó, là khi mà có điện đó, là máy mình tự động nó cúp, mà khi mà điện lưới ngoài nó cúp đó, là máy mình tự động nó phát đó, rất là tiện cho anh em. Đây là tủ của mình, là tủ đời mới nha, tủ này tủ hệ thống điều khiển bằng những cái nút điện tử nè đó, tủ đời này, đời rất là cao, đời rất là mới. Rồi bây giờ mình xin mở tủ ra cho anh em xem luôn ha. Đây. Đó anh em nhìn cho mình trong tủ nè, khá là đẹp luôn. Máy mình nó có đóng một cặp khởi, cặp khởi này coi như là cũng rất là đời, cũng rất là cao nha anh em ha. Đây là một cái hệ thống CB nè, CB tổng của máy nè, mạch AVG nè ha. Rồi đây là một cái hệ thống điện gu sạc ha, điện gu sạc khi mà máy mình nó hoạt động là nó sẽ sạc về bình của mình nha anh em ha, đó rất là tiện luôn. Rồi đây là một cái bảng tắp lô nè, bảng tắp lô hệ thống của điều khiển tủ nè, rất là đẹp. Rồi bây giờ sau đây là mình xuống mình sẽ cho anh em xem cái phần hệ thống đồng hồ ha. Đây hệ thống đồng hồ nè, đồng hồ nhiệt nè, đồng hồ nhiệt nước nè, nhiệt nhớt nè, áp suất nhớt nè, rồi cái đồng hồ tua ha. Thì máy mình nó mới hoạt động có 45 ngày thôi, 45 giờ thôi ha, là cũng như mình tính ra cái thời gian hoạt động là chưa được 2 ngày đó. Anh em nhìn nè, bảng tắp lô khá là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái phần củ phát luôn nè anh em ha. Củ phát của mình đó là 60k ha, đó phát ra dòng điện 220 ba khoa, anh em đi dòng điện 220 một khoa vẫn được nha. Đó cái này nếu mà anh em đi dòng điện một khoa thì anh em cứ để gì là về là xài luôn đó. Còn mà anh em mà nào mà nếu mà muốn 380 á, muốn lên 3 khoa 380 mình sẽ hỗ trợ lên 3 khoa 380 cho anh em, và cũng đồng thời ra là điện 1 khoa 220 ha. Đó máy mình á là nó chạy tần số 50Hz luôn nha anh em ha, đó 60k tần số 50Hz luôn, là rất là phù hợp theo cái hệt của dòng điện của Việt Nam của mình. Đó rồi quay về dài cũng phát cho anh em xem, đó cũng phát rất là đẹp luôn ha. Đây là một cái này là cái hệ thống tắt điện nha anh, hệ thống tắt điện ở đây ha. Khá là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sẽ quay qua một vòng cho anh em xem luôn. Đây nè, quay mặt ngoài nè, tủ mình là cũng như là rất là đẹp nha anh em, không có bị móp méo bất cứ chỗ nào nha. Đây. Đó, tủ khá đẹp ha, đó tủ rất là liền lạc. Đó, thùng này về mà nếu mà anh em mà khách sạn nè, khách sạn hoặc là anh em những cái phòng mà karaoke đồ này kia, hoặc là mấy cái quán ăn gia đình đồ này kia, đối với cái máy mình để vô rất là êm ha. Khi mà máy mình hoạt động là cũng như là cái độ cách âm của nó rất là êm, không có thể là không nghe tiếng máy ha, nghe nhưng mà nghe cái số lượng nó nhỏ lắm. Đây nè. Cái máy này nếu mà anh em mà đóng cửa lại, theo mình nghĩ là cái độ mà ồn của máy là nó cỡ chừng decibel thôi nè ha, nó cỡ phân decibel hoặc là không tới đó, cái độ cái âm nó cũng như là rất là im. Đây là bên cái thằng bô nè, đó anh em thấy cổ bô nè, đen xì luôn nha ha, cổ bô cũng rất là đẹp, mấy ngóc bô nè trắng tươi hết
anh em thấy không? Rồi đây, nắp bô này tránh tươi hết ha. Rồi quay xuống cái thông số cho anh em xem. À, thông số máy của mình là 78 ngựa rưỡi nha anh em ha, 78 ngựa rưỡi tua 3.000. À, rồi củ phát nè. Thì đối lại mấy cái bộ máy phát điện dân ma là sử dụng bình là bình 12V nha anh em ha, bình 12V đây nè. Rồi quay dài xuống. À, quay hết luôn. Anh em thấy không, cái máy nước sơn còn khá là đẹp, khá là keng luôn. Mấy cái này tình trạng nước sơn ha, nước sơn, chất lượng của máy là mình sẽ bao cho anh em nguyên rin 100% nha. Đó, chưa có chìa khóa nào đụng vô đối lại cái bộ máy phát điện 60k mình ngày hôm nay nha. Nhưng mà cái độ đẹp của máy là khoảng 95%. Đây anh em nha, nhìn cái mặt cam nè, mặt cam của máy nè, khá là đẹp luôn ha. Rồi cánh quạt nè. Đây là phần kết nước nè, anh em thấy không? Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ mở luôn cái phần cái hộp ở dưới sau nha. Đây, đây là hộp bình nha anh em. Đó, thì đối với lại cái bụng, đối với lại cái bộ máy này là cũng như là 105 triệu, là mình sẽ bao gồm luôn cho anh em một cái bình. Bình này là bình công nghệ của Ý nha anh em ha, bình công nghệ của Italia, bảo hành cho anh em cái bình này là 9 tháng ha. Bình này là bình mới 100%. Đó, là cộng như 105 triệu là mình bao gồm luôn kể cả cái bình của Ý này ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống đây ở phần ở dưới đây. Đó, thì cái này là cổng, này là cổng điện ra nè, điện củ phát ra nè ha. Cổng này là cổng tín hiệu của ATS. Đó, ba cổng này là tín hiệu của ATS ha. Khá đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đóng tủ lại ha. Đó, mình đóng tủ lại, cái đầu mình test máy luôn cho anh em xem nha. Đây, đó anh em thấy không, cái mặt tủ còn khá là đẹp, khá là liền lạc. Cái này mà bộ máy phát điện này mà anh em mà có mà chẳng hạn anh em nào mà có những khách sạn mà tương đối là cũng như anh em bỏ bộ máy vô rất là đẹp luôn. Đây. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn nha anh em.
đóng tủ lại á, mình đang đứng sát bên cái máy luôn. Đó, mình đang đứng sát bên cái máy luôn, nhưng mà có cái là cái độ cách âm của máy cực kỳ im luôn. Ha. Đó, bây giờ anh em mà nếu mà để cái máy, cần thiết để cái máy này gần cái chỗ mình làm việc đi, anh em cũng vẫn làm việc bình thường. Ngon lành. Ha. Thì chắc luôn. Rồi bây giờ sau đây là mình cũng cái phần công công như mình sẽ phần báo giá lại cho anh em ha. Thì đổi lại bộ máy phát điện Yanma 60kg ngày hôm nay á, là cộng như nó phát ra dòng điện là dòng điện 3 khoa 220 và dòng điện 1 khoa 220 vẫn được. Đó, vẫn ok ha. Thì đổi lại bộ máy phát điện Yanma 60kg ngày hôm nay thì mình có giá giao lưu với anh em là 105 triệu ha. 105 triệu là mình bao gồm kể cả bình ắc quy có sẵn nha anh em ha. Bình ắc quy là mình sẽ đầu tư vô cho anh em là một cái bình mới, bình công nghệ của Ý, bình của Ý ha. Đó là coi như là cái bình mình là được bảo hành 9 tháng đó, bình mới 100% nha. Rồi bộ máy phát điện của mình là coi như là nó hoạt động là full chức năng hết ha. Rồi thì hôm nay là mình cũng mới về bộ máy phát điện 60kg của dòng Yanma ngày hôm nay đó. Dòng Yanma 4T100 ngày hôm nay thì mình lên đây để phục vụ cho anh em nào mà có nhu cầu thì xin anh em ủng hộ dùm cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là Tân Tình nha anh em, địa điểm là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh em mà muốn tới địa điểm mình xem hàng thì anh em cứ search lên Google Maps dụng cụ cầm tay NT, Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.